Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh đem đến một chiếc xe cho anh em rẻ, đi phượt tốt, khỏe. Rẻ mà khỏe nha, chứ không phải rẻ mà gì đâu, rẻ mà khỏe. Thì đó là em CB150XXX. Rồi, bây giờ em CB150X. Thì con này nó kiểu dáng là touring. Thì touring thì anh em mình giải thích thêm cho anh em, thì touring nó là rất là thoải mái và đi xa rất là ok. Và con này nhiều anh em nói touring nặng nhưng con này cực nhẹ, tại vì nó chỉ có 150 thôi, rất là nhẹ. Con này hiện tại giá mình bán cho anh em có đầy đủ đồ chơi luôn. Nè, thứ nhất nè nha, đếm nha, chống đổ khung nè, chợ sáng một cặp nè, chắn gió nè, giá đỡ điện thoại nè, chống đổ nè, đây chống đổ nè, chống đổ khung dưới nè, một cái ba ga để đi phượt nè, đỡ tốn tiền nè. Như đây là đỡ tốn hơn gần 10 triệu rồi nè anh em nè. Bây giờ mình bán chỉ 6 ít triệu thôi nha anh em. Và xe này cực mới luôn nha. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, xe này hai chìa khóa đầy đủ, rất là mới, mới tinh luôn. Xe này mới đi 4.000 và xe này là mẫu 2022 ha anh em ha. 2022. Rồi, còn anh em muốn biết xe nhẹ không này cho anh em coi. Rất là nhẹ luôn. Giờ sao ta, một tay ha. Bưng lên được luôn hả? Bưng cái đuôi, nhích cái đuôi lên à. Thì xe để nhẹ mà, nhìn nó bự vậy thôi. Con này á, so với con R1, mình có clip cho anh em đầu clip, nó rất là nhẹ, rất là to, nhìn nó to hơn R1 luôn. Nhưng mà thực chất thì nó nhẹ lắm, nó chỉ là nhựa thôi à, nhựa lại kiểu dáng nó khung sườn nó cao cao cho anh em dễ nè, nó rất là nhẹ. Nó ngã nè, ngã nè đó, lỡ mà giữ không được là thành Minh CB150X luôn nè. Đó thì rất là nhẹ. Rồi ngồi cho anh em, ngồi rất là thoải mái, cực kỳ thoải mái luôn. Và lưu ý là anh em cỡ 1m65 trở lên thì chạy ok nha anh em nha, 1m65 trở lên. Rồi nút luôn anh cây quạt, nút cây quạt này ra luôn, gió thổi quá. Rồi ok, nút cây quạt ra để nói chuyện anh em cho nó rõ. Thì con xe này chạy rất là thoải mái. Và cái mà điều mình yêu mến nó, bởi vì anh em chạy max speed cũng được trăm mấy, dưới 140, nhưng mà nó tiết kiệm xăng 40 mấy cây một lít, cực kỳ tiết kiệm xăng. Có nghĩa là Sài Gòn Phan Thiết là 200 cây, anh em chỉ cần đổ 4-5 lít xăng là anh em có thể chạy tới Phan Thiết, chỉ có 5 lít xăng đó. Đây cho anh em coi đèn đốm, nghe tiếng máy ha, chợ sáng nè, đó ra tới kia luôn, ban ngày mà ra tới kia luôn đó, rất là sáng hả? Được chưa? Chưa bật hả? Chợ sáng công tắc nằm đâu ta? Đây đó, quá sáng, rất là sáng luôn. Em quay nhiều góc cho anh em coi, cái này có công tắc đá pha nè. À, đè là mở nè, đè là tắt đó. Rồi tiếng máy nè. Thì con này nó được tinh chỉnh, tinh chỉnh để nó mạnh hơn cái mấy em CBR150 hoặc là CB nha anh em. Nó mạnh mà nó bốc hơn, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Con này ngồi xuống rất là thoải mái, chở người yêu đi đồ, em thiệt, nhìn em quá tuyệt vời. Nhẹ, nhẹ mà sướng, cưỡi ngựa xem qua, rồi chạy phượt, chạy tua, chạy vòng vòng đẹp. Kiểu này lạ, kiểu này mà nhìn nó sẽ không có bị trẻ trâu nữa anh em. Rồi con này có chống đứng dễ rửa nữa nè, đây để chống chống đứng lên, nó nhẹ lắm anh em, nó nhẹ một cách kinh khủng. Chống chống đứng lên rồi, rất là tuyệt vời. Quay góc này cũng rất là đẹp, góc nào cũng rất là đẹp. Một em xe lướt 4.000 cây. Thì cái yên này thì khỏi nói rồi, chở vợ hay bạn gái này sẽ không bị chửi đâu anh em cứ yên tâm. Êm, chở bạn gái thì bao êm. Cái góc này nè, cái góc này em thấy không, nhìn nó ngầu ha, nhìn nó góc cạnh, nhìn nó đẹp. Ê bên chưa, nhìn vô ai cũng tưởng là phân khối lớn không anh? Anh nhìn vô con này anh cũng tưởng nó là phân khối lớn không đúng không? 150. Đúng rồi, nhìn nó bự đúng không anh, bự. Ai cũng tưởng là phân khối lớn không, nhưng mà chỉ có 150 thôi.
thì con này xe lướt, biển số Sài Gòn, mọi thứ đều ok. Chị anh em quan trọng là ok giá thì mua thôi, 6 ít triệu, 60 mấy triệu, nhỏ nha, ít nhỏ nhưng mà ít lớn cho anh em. Đẹp nè anh em, coi xe bên mình chăm sóc nè, vỏ bao liếm luôn, từng cái gai cái chỉ còn nguyên si nguyên dạng đó, đã ha, có đầy đủ đồ chơi nè, chống đổ rồi chắn gió tùm lum hết. Cái con này á, cái đầu á là nó giống y chang cái đầu con CB150 Jeep Fighter đúng không? Jeep gì đó, không phải Jeep Fighter, anh lộn thôi, coi đi, Jeep gì đó, 150 Jeep gì đó đó. Mình cái con đó hồi đó giờ mình không có bán, mình anh biết cái dáng con đó, con đó của hãng Honda, xe Honda luôn, con CB150 mà Jeep gì đó này, tại quay clip mình không nhớ. Nhưng mà đầu y chang con đó, mình chưa từng bán luôn, mình chưa từng bán ở shop mình cho nên mình cũng không có quan tâm nó, nên mình không tìm hiểu về nó. Rồi còn size vỏ trước vỏ sau á thì nó bằng cái con dòng CBR đồ luôn, nó y như cái vỏ zin của CBR đây. À, nếu anh em muốn biết em quay cho anh em coi cái vỏ nè. Rồi vô đây quay cái con, còn mình đây còn có CBR nè, trong đây em có CBR nè Bi, thì nó y chang con em, dễ so sánh, y chang luôn. Con CBR 2022 này mình bán 55 triệu cho anh em nha. Đó y chang luôn, không khác xíu nào. Vỏ y chang luôn, CBR này biển số Sài Gòn. Ý là em nói năng lên vậy hả? Vậy hả? Anh Thái hả? Anh Thái cầm gì nè? Dễ mà. Con này nó nhẹ, con này nó nhẹ. Nhìn thì nó nặng nhưng mà khi mà chạy thì nó nhẹ. Mình cũng chả biết ra review gì nữa cho anh em nữa hết. Tại con xe này nó cũng ngon. Thứ nhất là nó xe của Honda, thứ hai là chạy á, mình cho anh em biết cái cảm giác con này, để anh em về anh em còn chém gió với anh em. Nhẹ, bốc và chạy rất là sướng. Cái dáng ngồi của nó giống như anh em đang ngồi trên một cái ghế sofa để anh em lái xe vậy đó. Nó na ná như vậy đó, ngồi thẳng người mà nó sofa lái xe. Để hình dung cho anh em, khi mà anh em chở một cái em miner mà khoảng mà ngực tấn công, mông phòng thủ, thì anh em giống như một dựa trên một cái ghế massage luôn anh em. Người ngồi sau anh em chạy nó đã lắm, nó feel lắm, nó êm mà nó mát lắm, xe này nó đầm lắm. Nếu mà so với CBR, mình vẫn có bán CBR, thì con này chạy ngon hơn CBR 150 nhiều luôn, nhiều luôn nha anh em. Anh em đi xa đi chơi là chạy ngon hơn nhiều. Thứ nhất về cảm giác lái êm, sướng, mượt, nhẹ. Thứ hai là chở người yêu cực kỳ sướng. Tại vì mình bán hai con, mất công á, anh em nói á, mình bán xe nào mình tăng bốc xe đó. Thì so con này với con CBR 150 thì con này ngon hơn nhiều. Ngon hơn về mọi thứ, cảm giác lái rồi này nọ. Và đi á, nó rất là lịch sự và trưởng thành. Đó, mình mua con này thì nhìn vô là thấy là cũng chất, đẹp. Anh em coi nè, ở đây có một cái ốp lườn dưới nè ha. Cái ốp ở dưới bụng nè, để tránh rồi anh em đi xa rồi nước nó không có văng vô đây, bùn đất rồi nó không văng vô. Thiết kế rất là hay. Đó. Rồi con này thì anh em không có sợ mà chạy xước nữa, lại lên bộ đục bên bộ khung dành cho con Avenger này rồi. Đó, CB150. Cái dòng này mình rất là thích. Nếu mà mình có nhà rộng thì mình cũng muốn sở hữu một chiếc, để lâu lâu rồi đi chơi xa rồi á, chạy sướng. Mấy ông sport bike đồ á, mấy ông chạy cắm đầu ôm cậy, nhưng mà mình ngồi một cách thoải mái, ngồi giống như hoàng thượng đang ngồi thiết triều vậy đó, ngồi thoải mái lắm anh em. Hai tay ngồi lại, cái kính của nó nhìn cũng rất là xa xăm. Và con này có giá đợi điện thoại, con này đầy đủ luôn, anh em mua về là chỉ giọt thôi. Anh em mà Sài Gòn mua con này về chỉ giọt thôi. Thì đó là những gì mình chia sẻ lại cho anh em. Mấy con này xăng thì tiết kiệm 4 mấy cây lít à. Rồi vậy thôi chứ ha anh em ha, chứ đâu còn gì để nói đâu. Rồi chúc anh em một ngày làm việc thiệt là vui vẻ, nhiều sức khỏe. Và anh em nên nhớ nha, tháng 8 mình sẽ đổi một cái showroom bự hơn, to hơn để phục vụ anh em, chứ bây giờ ở đây là chật kín nhà rồi, không có đủ chỗ để mà chứa anh em nữa. Đây rồi, anh em nào thích CB150X thì cứ inbox nhanh cho mình nha. Đây quay gần cái logo inox rất là đẹp, CB150X. Nhìn con này mọi thứ được trang bị trên xe thì nó rất là xịn sò so với những dòng CBR nha anh em.
Đó, rồi, cảm ơn em nhiều. Bây giờ xe này cũng không có gì để nói, nó chỉ có bao nhiêu đó cảm giác thôi. Thì công nghệ thì nó cũng không có cái gì nhiều. Nó công nghệ thì không có, chỉ là leo lên Honda chạy. Cái này thì khẳng định với anh em, rất bền. Những con xe như thế này rất bền luôn. Còn anh em nào đã trải nghiệm rồi thì anh em sẽ biết. So với những dòng 150 thì con này là quá tuyệt vời. Một cái mà để đáng anh em đáng trải nghiệm. Mà những anh em mà muốn thử về Adventure đáng trải nghiệm, ví dụ anh em đi con này anh em thấy yếu hơn, anh muốn đổi thì anh em sẽ đổi CB500X. Anh em muốn mạnh hơn nữa anh em sẽ đổi Bindup 1000GS đó, 1200GS chẳng hạn đó. Rồi, ok anh em, cảm ơn anh em nhiều nha.